thì đây là trưởng ban tổ chức là Nhân Quyền Hoa Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban tổ chức là đây. Cảm ơn tất cả các quý cô chú và em chỉ xin lỗi, bữa nay là xuống đây tâm thấy là hai chồng từ villa chạy xuống và bữa nay có đông những cái chuyến đi xe ghé là khác giờ là bên thân nhân và bản thân quân ở đây và tất cả thì em xin sẻ là rất cảm ơn các cô chú đã có lòng và có hân hạnh là lần đầu tiên của em xuống đây dự lễ khai mạc trưng và sau đó không biết anh Hiển có đại diện của Nhân Quyền đã mời rồi. Và trong đó thì cũng là tập lệnh thì có nghĩa là xin mời tất cả cô chú để những ngày mê ra mình thì đó là chúng ta đã được cái ủng hộ rất lớn và hy vọng tất cả cô chú có thể đồng lòng đồng hành với các hội nghị của tương lai sẽ làm việc chung với các cơ quan của Việt Nam. Cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ tạm tổ chức cho phép đi nhanh. Đây là chị Katarina Ingenito, một mạnh thường quân ân nhân của Hội Người Việt Cao Niên và sinh hoạt cả. Chị đến đây 60 năm rồi, lúc nào chị cũng sinh hoạt với cộng đồng Người Việt. Thì đây là cô Bích Trâm ạ, là phụ tá, chủ tịch cộng đồng và các y tế. Nay cô có mời, đây là cô Kennedy. Cô Kennedy là Regional Manager of Anthem and Blue Cross Blue Shield in London, Virginia. Thank you. Đây là nhạc sĩ chiến hữu trung thành là nãy đời rồi. Chiến hữu trung thành và bà xã là Nguyên Thủy. Đây là chiến hữu Trần Hồng Minh, chi hội trưởng Mũ Đỏ, Dĩ Du, cùng thủ đô và thành phố. Đây là con cháu Bích Phượng, ái nữ của thiếu tướng Lê Minh Đảo, cũng là cổ phóng viên của mình. Đây là Hà Văn Sang, hội Petruski, ảnh là hội cảnh sát quốc gia và cũng là đại diện hội Petruski. Đây là ông Vững. Ông Vững này đó là người đã từng phục vụ dưới quyền của trung tướng Nguyễn Tấn Thi, lính Dĩ Du. Xin cầu an cho chị là vì 6 tháng nay vì Covid-19 chỉ nằm bệnh viện và đang hồi phục dần. Đây là chị Soan. Hồi cầu niên. Đây là Hải quân thiếu tá Tạ Cự Nguyên, đại diện Hội Quốc gia Việt Nam. Anh nhân viên trưởng nhận cảm ơn tới nha, tới hơi trễ nha. Đàn em có quyền phạt đi trưởng nha, không đúng nha. Là chị gì giới thiệu tên dùm ạ. Là chị là tránh tế mà hồi nãy phẩm phục màu đỏ mà. Thì cái này thì biết rồi, người nhà chị Vũ Thị Khuê, nguyên hội trưởng hội nữ sinh Gia Long, Sài Gòn. Đây là cô Phan Lương Duyên, đương kim hội trưởng. Đây là chị Vương Bá Diệp, Gia Long. Thưa chị Võ Thị Lâm, Gia Long. Võ Thị Lâm, Gia Long. Nguyễn Thị Chiêu, Gia Long. Đây anh biết rồi, Kimberly Phụng, Gia Long. Đây là biết rồi, ca sĩ Loan Phượng, Gia Long. Dạ tới rồi. Chị, mình mấy năm nay mới gặp chị. Cúc Trương Vương. Còn đây là cả hai vợ chồng đều tên Thanh hết á. Vũ Văn Thanh, tại vì ổng là gia đình công vương chúng tôi mà. Ồ, đây là chị Từ Hoang. Chu Thanh Quỳ. Còn đây là nhà văn Mộc Dung à. Rồi sắp sửa mấy phút nữa là trở lại. Ôi đây là Trương Vương Thúy Diễm à. Và đây là chị Tâm Đạt. Em mở lời Tâm Minh Quyến nha. Ôi đây là ông Dương Hòa Hiệp, người phụ trách trang trí và đồng thời là trưởng ban tế lễ. Chào các anh chị, em Kim Cang Thị Lê. Em lên đây để lấy dạ về vị Trung Dương tụng đủ hết rồi phải không? Đủ rồi, đủ nọc với các anh chị và em mấy phút rồi trở lại. Đây là chị Hải Yến. Và đây là chị Tụ, trưởng ban ẩm thực à. Và đây là cô Cathy Nguyễn Nhĩ Bảnh Gia. Và thôi xong hết rồi, cho em về. Đây là anh Hùng Duy Rê. Còn em nữa, ra đây em. Ra đây. Còn em nữa. Đây là em Hạ Phương. Chồng là Việt Nam Quân, hôm nay phải làm việc không thể tới được. Em đó, hai vợ chồng em là mượn cái hội trường này nè, miễn phí. Xong chưa anh Thảo? Và làm đúng chuyện. Dạ xong rồi. Chị Bạch Mai em trả lại chị để mất giờ. Tính
khảo anh, tại vì nếu mà anh cứ đi giới thiệu hết quý vị đây đói bụng và mấy người đang tính mang thức ăn để mời. Dạ rồi, tôi cảm ơn chị nhắc. Dạ, tại vì mình tính là thọ lộc.